Xin chào các bạn. Mỗi thứ năm hàng tuần thì game nó sẽ lại cập nhật. Hôm nay thì bản tiếng Anh trước này đã cập nhật Mega Skido. Thì với Mega Skido các bạn có thể mua được 20 lần trong ngày đầu và chỉ nên mua thêm 5 lần nữa thôi. Và đến ngày hôm sau các bạn sẽ có được sẵn 10 lần và mua thêm 5 lần nữa là sẽ đủ 40. Là sẽ có được Mega Skido. Mình biết là nhiều bạn đã tích được mega uh, con skizo lên 12 sao từ lâu rồi thì mega skizo hiện tại nó ra ra mắt ở bản tiếng anh là hơi bị sớm cho nên là nó vẫn rất là mạnh trong một khoảng thời gian dài với hiện tại bây giờ nếu các bạn chưa có một s cộng đam nó đam nó tốt ấy thì mega skizo sẽ là một con bậc s đam coi như là gần tốt nhất trong game sau một vài con nữa với bản tiếng trung thì ngày hôm nay nó đã cập nhật thêm s cộng mới đó con Magiana một con hệ thép và hệ tiên thép là chính nhiều hơn chắc chắn là nó sẽ là con bổ trợ dành cho Son Galeo và cuối cùng là sẽ có một team full thép 6s cộng. đó là Diachi, Dianga này, Genesis này, Son Galeo này, Memetan và Magiana Magiana này có khả năng sẽ là một con dạng hỗ trợ hoặc khống chế dành cho team thép và một Pokemon bậc S sẽ đi kèm với Magiana ở Bit sắp tới đó là con uh, celestial Uh, Celestia thép và bay song công đều cao song thủ cũng đều cao con này cũng chưa biết là nó sẽ là dạng gì một cái cập nhật tiếp theo đó là ở trong Indigo này khi hai bên chiến đấu mà cả hai bên đều lớn hơn 85% máu thì bên nào gây ra sát thương nhiều hơn thì bên đó sẽ là người giành chiến thắng. chứ không phải tính trên tổng máu gốc nữa. Đó là luật mới ở trong cái Indigo này vừa được cập nhật. Một cập nhật nữa ở bản tiếng chung đó là các chip từ vàng đến đỏ đã được uh, cập nhật thêm hiệu ứng. Đây thì mình sẽ dịch lại toàn bộ các loại chip. Cập nhật đầu tiên là về set rồng này. Với uh, bậc vàng đó là khi đòn tấn công của bạn bị đỡ thì một hoặc hai lượt tới sát thương của sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích của bạn sẽ được tăng thêm 14 phần trăm với xét đỏ này cũng tương tự như vậy đó là khi đòn tấn công của bạn mà bị đỡ hoặc là đòn tấn công của bạn mà không bạo kích thì một hoặc hai lượt tới tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích của bạn sẽ được tăng thêm đến 18 phần trăm tiếp đến là chip x này với màu vàng đó là cứ một phần trăm máu đã mất thì tăng thêm 23% sát thương và khi máu mà dưới 40% thì sẽ tăng thêm 5% tỷ lệ hút máu với xét màu đỏ đó là cứ mỗi 1% máu mất đi thì sẽ tăng thêm 0,29% sát thương và 0,1% sát thương ulti và khi máu dưới 50% thì tăng thêm 10% tỷ lệ hút máu theo xét rùa này bây giờ được nâng cấp lên rất là tốt đó là màu vàng khi mà bạn nhận sát thương thì sẽ có 75% tỷ lệ đó là sẽ phản lại 21% sát thương nhận vào lần đầu tiên sẽ là 75% nhưng đến lần thứ hai trở đi thì sẽ chỉ còn là 50% thôi với xét màu đỏ rất là tốt đó là khi nhận sát thương thì sẽ có 100% tỷ lệ là phản lại 27% sát thương đã nhận và mỗi cái sát thương mỗi lần mà kích hoạt được cái chip này thì sẽ giảm đi 20% tỷ lệ đó và tối thiểu sẽ có 60% tỷ lệ là kích hoạt cái set rùa này tức nghĩa là lần đầu tiên các bạn sẽ có 100% kích hoạt đến lần thứ hai nếu mà cái chip này nó kích hoạt nữa thì chỉ còn là 80% thôi và lần thứ ba sẽ chỉ 60% tỷ lệ sẽ kích hoạt và 60% là cái cuối cùng tối thiểu nhất để nó kích hoạt tiếp theo là chip của Gelode này cái chip này bây giờ cũng tốt hơn trước đó là không phải chỉ ra một đòn ulti mà bây giờ khi mà bạn ra đòn ulti hay là ra skill 2 thì bạn sẽ tạo được khiên cho chính bản thân mình bằng 14% máu gốc còn với set đỏ đó là khi bạn ra skill 2 hay là ra đòn ulti thì bạn sẽ tăng và sẽ tạo ra một cái khiên bằng 17 17% máu gốc của bạn và kèm thêm một ngẫu nhiên một đồng đội nữa ngay giờ tỷ lệ kích hoạt kế tạo khiên này nó sẽ tốt hơn nhiều so với trước. Ngày trước chỉ có ulti thì bây giờ ra skill 2 cũng đã được kích hoạt. Tiếp theo là đến chip rắn. Đó là khi máu của bạn lớn hơn 60% thì giảm thương của bạn sẽ được tăng thêm 10%. Và máu của đồng đội xung quanh của bạn lớn hơn 75% thì bạn sẽ được cộng thêm 6% giảm thương nữa. Còn với set đỏ, đó là khi mà bạn lớn hơn 50% máu, thì bạn sẽ được cộng thêm 15% giảm thương và 8% tỷ lệ kháng bạo kích. Và khi đồng đội xung quanh của bạn có máu lớn hơn 60% thì bạn sẽ được cộng thêm 8% giảm thương và 5% tỷ lệ kháng bạo kích. Đến là chip Alakazam này. Với chip Alakazam này thì khi mà bạn ra đòn ulti thì bạn sẽ có 8% tỷ lệ đặt lên những địch mà bạn đánh ngẫu nhiên một loại khống chế ví dụ như là choáng này, cơm lặng này, tê liệt hay là ngủ. Và Mỗi lượt mà bạn không ra đòn ulti thì bạn sẽ được cộng dồn 2% tỷ lệ thêm vào để đặt hiệu ứng không chế. Ví dụ như là lượt 1 bạn chưa ra đòn ulti thì bạn được cộng thêm 2% tỷ lệ đó ở trong cái kích hoạt chip. Đến lượt 2 bạn vẫn chưa ra ulti thì bạn được cộng thêm 2% nữa là 4. Và khi mà bạn ra đòn ulti thì cái tỷ lệ này nó sẽ được làm mới lại là thành 0. Tiếp theo đến là cái chip đỏ. Với chip đỏ này thì bạn sẽ có... 10% tỷ lệ đặt một loại hiệu ứng khống chế ngẫu nhiên nào đó lên những địch mà bạn đánh với mục tiêu chính của bạn thì tỷ lệ đó 25% và đương nhiên cũng giống như là loại vàng đó là cứ khi lượt nào bạn không ra đòn ulti thì bạn sẽ được cộng thêm 3% tỷ lệ vào cái kích hoạt chip Alakazam này Tiếp theo là đến chip Gengar Chip Gengar này khi mà bạn ra đòn ulti thì bạn sẽ giảm một địch trong số những địch mà bạn đánh đi 120 nộ và sẽ có 30% tỷ lệ lần đầu tiên ra đòn ulti sẽ là 60% tỷ lệ sẽ giảm thêm một địch nữa 120 nộ với chip màu đỏ khi mà bạn ra đòn ulti thì bạn sẽ giảm đi một địch 180 nộ và bạn sẽ có 40% tỷ lệ lần đầu tiên ra đòn ulti sẽ là 100% tỷ lệ sẽ giảm thêm một địch nữa 180 nộ chip cuối cùng đó là chip EV đó là khi mà bạn tử trận thì bạn sẽ giảm đi toàn định 9% sát thương và giảm thương trong vòng một lượt. Tuy nhiên nếu bạn chết ở lượt thứ sáu trở đi thì cái giảm thương và sát thương của địch sẽ được cộng thêm một lượt nữa. Còn với chip màu đỏ đó là khi mà bạn chết hoặc là gần chết thì sẽ giảm đi toàn định 12% sát thương và giảm thương. Nếu bạn chết ở lượt thứ sáu thì cái hiệu quả của cái chip này sẽ được cộng thêm một lượt. Còn uh, riêng chip uh, sói này thì nó không, không có cập nhật gì mới cả. Đây là chip duy nhất ở trong uh, danh sách không có thêm cập nhật. Vẫn thân thật như vậy, đó là 70% uh, địch mà lớn hơn 70% máu thì sẽ cộng thêm 15% sát thương. Địch lớn hơn 50% máu thì cộng thêm 20% sát thương, vẫn không có gì thay đổi cả. Thế đó là toàn bộ những cái cập nhật mới của bản tiếng Trung ngày hôm nay.